Hello. Hoàng Minh xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn dây. Dây là dây ID4 nha các bạn. Dây 0.30 mm. Dây chì, lưỡi câu, lăng xê, khóa linh và buộc lưỡi câu lăng xê nha các bạn. Dây là dây ID4 30 mm. Còn chì ở đây mình có đang có hiện tại mình có là 3 loại chì. Một loại là chì dài, một loại là chì dài và một loại là chì hình con thoi và một loại là chì tròn. Vậy các bạn đó là các bạn theo các bạn ba loại chì này là chì nào hiệu quả? Theo như mình hay câu á, mình sẽ chọn cái loại chì dài này và cái loại chì này. Chứ cái loại mà chì tròn này các bạn thả xuống á, gặp nước á có sóng nhiều nó sẽ bị lăn đó. Khóa linh. Đây là khóa linh. Khóa linh này tới 130 lb rồi. Rất là tốt. Đó. Đây là khóa linh Shimano. Đó. Các bạn nhìn kỹ nha. Khóa này rất là chắc chắn nha các bạn. Còn lò xo lăng xê. Còn lò xo lăng xê này các bạn dùng lại lò xo lăng xê vừa nha. Không to quá cũng không nhỏ quá. Tại vì các bạn dùng cái lò xo lăng xê này càng to á, cái độ giữ mồi của chúng ta sẽ càng cao nha các bạn. Đó. Khi chúng ta quăng ra nó không có bị bể mồi. Rất hiệu quả nha các bạn. Còn về lưỡi câu. Đây là lưỡi câu Super Chinu. Cái này là size số 6. Đây. Cái lưỡi câu này á nó rất là mỏng và rất là cứng và sắc. Chỉ cần á là các bạn quăng mồi xuống á, cá năng dở nhẹ đâu cần là dễ dính rồi các bạn. Là lúc đó các bạn chỉ cần quay vậy thôi chứ không có giật nha. Khi chúng ta giật á sẽ làm cho câu này nó sắc ghê lắm. Rách mồm cá đó, bạn chỉ cần dính cá bạn dở rồi quay và dìu vô thôi, rất đơn giản đó. Đây là hộp lưỡi câu Super Chinu size số 6. Còn đây là cái lưỡi câu Chinu size số 8. Đấy, đây là size số 8. Cái lưỡi này dành riêng cho chúng ta săn cá lớn nha các bạn, rất là ok. Còn đây là cái lưỡi câu Chinu size số 7. Đó. Tùy thích cho anh em muốn chọn size nào thì thích. Và hiện tại bây giờ á các bạn câu cá chỗ các bạn á, các bạn không nên câu quá nhiều lưỡi. Các bạn chỉ cần câu 4 lưỡi thôi là được rồi. Câu nhiều lưỡi quá khiến cho cá nó nhát ăn. Và cuối cùng là các bạn chuẩn bị mình ít cái bịch như thế này để chúng ta đựng cái lăng xê vô đây nó được hiệu quả hơn. Đó. Rồi, thì các bạn chuẩn bị cho mình một khúc dây. Đây là dây dù ID4. Các bạn cắt cho mình từ 22 cm nha các bạn. Nhớ nha, 22 cm. Đó. Các bạn gộm lấy lưỡi câu Chinu số 6 ra. Các bạn cũng nhập hai đầu này lại cho mình. Đó. Các bạn để lưỡi câu lên. Đó, các bạn quay từ bên trong quay ra ngoài cho mình 6 vòng. 1 2 3 4 5 6. Các bạn cầm cái đầu này nè. Các bạn kéo. Nè. Mình kéo từ từ cho các bạn xem. Đó. Rất là ok luôn. Rồi, các bạn cầm cái đầu ngược lại cho mình nè. Đó, các bạn cũng nhập lên như đây cho mình luôn. Rồi, dùng tay giữ cái phần đầu này lại nè. Giữ lại. Bạn đặt cái lưỡi câu lấy câu thứ hai bạn đặt lên như đây. Đó. Các bạn quấn tiếp cho mình 6 vòng. 1 2
3 4 5 6. Các bạn dùng ngón tay này nè, bạn giữ cái đít lại, bạn cầm cái này, cái chỗ lưỡi câu này nè, bạn kéo. Đó. Sau đó cuối cùng là các bạn nhập hai đầu này lại cho mình. Các bạn kéo cho siết chặt lại. Rồi xong, sau khi đã hoàn thành như vậy rồi, các bạn dùng mình cái hột quẹt. Các bạn đốt bỏ cái phần thừa này đi. Là mô ta là một cái đầu tà. Khi chúng ta quay và kéo cá lên nó không bị tuột. Đó. Đó cứ thế đơn giản, các bạn cứ làm phần tiếp theo. Chút nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn làm mà câu lăn xê khi mà bạn quăng mồi ra nó không có bị bể mồi nha, rất là hiệu quả nha các bạn. Đó là các bạn phải làm một cái lăn xê rời đó, chứ các bạn đừng làm cái lăn xê chết nha các bạn. Tại vì cái lăn xê chết á, nó không có cái độ búng, nó khiến của ta quăng mồi ra sẽ bị cứng cứng, dẫn đến mồi của ta sẽ bị bể đó. Cái này mình dùng cái này nó có bộ búng dẻo mềm, các bạn quăng mồi ra nó không có bị bể mồi, rất là hiệu quả luôn. Mình trải nghiệm mình câu rất là nhiều lần rồi và mình đã tìm ra được cách để làm cho mồi chúng ta nó không bị bể. Rồi sau khi chúng ta đã tóm được hai cái cọng dây lưới câu lăn xê như thế này rồi, các bạn nhập hai đầu lưới câu lại cho mình và nhập sau le chứ không có nhập bằng nha, nhập để nó như vậy nè đó. Rồi các bạn cái đầu này các bạn buộc cho buộc dính lại cho mình, làm cho một cái lỗ nó cho nó vừa để xỏ nghe câu qua thôi, không to quá cũng không nhỏ quá đó, như thế này. Các bạn buộc xong rồi lưới câu của ta sẽ nằm sau le như thế này đó. Tại vì khi các bạn dính cá ăn lưỡi ăn lưỡi dưới này sẽ dính theo lưỡi trên này, là con cá nó máng vào đó, làm cho các bạn khó bị sảy cá nha các bạn, rất là hiệu quả nha các bạn. Mình dùng rất là nhiều lần rồi nên hôm nay mình chia sẻ lại cho các bạn. Rồi sau khi chúng ta đã hoàn thành cái bước đầu tiên, đó chính là buộc lưỡi câu lăn xê. Phần thứ hai, các bạn cho bị mình một cái lăn cái lò xo lăn lăn xê như thế này, là các bạn cũng xỏ cái đầu này, xỏ qua cái lỗ này cho mình. Đó. Các bạn cũng lấy hai cái câu nhập cho nó bằng lại nhau và xỏ qua cái lỗ này. Đó. Hai đầu. Rồi ok, sau khi đã hoàn thành rồi nó sẽ được như thế này, được bốn cái lưỡi câu lăn xê như thế này đó, được bốn cái lưỡi câu lăn xê như thế này. Bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn cách để chúng ta bạn không bị quăng ra, không bị bể mồi. Đó là các bạn cũng muốn chuẩn bị cho mình một cọng dây như thế này đó, dây dài dài khoảng ở chừng 20 đến 25 cm như thế này đó. Các bạn buộc cái một đầu lại, rút lại cho mình đó, buộc chắc một đầu lại. Rồi sau khi bạn đã buộc xong rồi, các bạn việc quẹt bạn đốt cái đầu này đi đó, bạn bóp lại xong rồi các bạn xỏ xỏ cái cọng dây này nè vô trong cái đầu này cho mình đó. Các bạn là thắt cho mình một cái gút nè, các bạn quấn hai quấn từ từ đây dưới đây quấn đây là hai vòng hai hoặc ba vòng tùy thích. Mình sẽ quấn nó đi từ 2 đến 3 vòng, quấn 3 vòng nha các bạn. Đó xong rồi các bạn cầm kéo nó siết lấy chặt chặt lại và kéo cái phần còn dư đi ra nữa đó, chặt lại.
Rồi, sẽ được như thế này. Các bạn cứ để cho nó đợi như thế này luôn, không sao hết. Còn về cái phần này á, đó, các bạn cũng dùng nhập hai ông gia nhập lại vậy vậy nè cho mình. Đó, các bạn cũng buộc lại một góc trò cho mình. Đó. Sẽ được như thế này nha các bạn. Xong rồi các bạn cũng cầm cái đầu này thắt thêm một cái gút nữa. Đó. Chắc chắn nha các bạn. Bạn dùng tay hai đầu chỗ nào siết chặt lại. Đó. Cách này rất là ok và hiệu quả nha các bạn. Xong cuối cùng các bạn dùng một quẹt này các bạn đốt cái phần này đi. Dư người đi. Đây bạn lấy tay bằng đà để xuống đó. Rồi, còn về cái phần cuối cùng đó chính là cái khóa, đây là cái khóa linh. Đó các bạn mở cái khóa linh này ra. Các bạn lại đặt vô trong cái đầu này. Đó, để vô trong cái đây luôn. Đó, các bạn khóa lại cho mình. Đó. Thấy không? Rất đơn giản như vậy đã xong một cái lò xo lan xê nha các bạn. Ok nha các bạn. Thì hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn cách chọn dây, chì, lưỡi câu, lăng xê, buộc lăng xê được đạt được hiệu quả cao nhất có thể nha các bạn. Và các bạn xem video này, nếu thấy video này của mình hay, hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công nha.